Mời các bạn một ly trà hoa nha. Thưa các bạn, chúng ta đã đến với chương trình kể tích truyện Pháp Cú của Đại Nghĩa. Hôm nay đã là số phát sóng thứ 124 rồi. Rất là nhanh, mới ngày nào mới bắt đầu chập chững <laughs> mà tìm đọc những câu chuyện, những câu kinh Pháp Cú để mà chia sẻ với tất cả mọi người. Thì nay đã đến số 124. Trong những cái số phát sóng vừa qua, mỗi lần mà nghe đọc cho các bạn nghe những câu kinh hoặc là khi nghe phân tích cùng với các bạn những cái câu chuyện trong kinh pháp cú thì đó cũng là những cái lần mà nghĩa đang tự học nghĩa đang tự nhắc nhở lại mình bởi vì có những cái câu chuyện mà mình thấy hình bóng của mình trong đó rất là nhiều mình thấy sao mà nó giống như mình hoặc là giống như những cái người bạn những người thế gian của mình cho nên là mỗi lần mà đọc và phân tích những câu chuyện như thế đó cũng là một cái lời răng nhắc cho cái tâm của mình để mà mình biết để mình mình sửa đổi mặc dù là trong cái khoảng thời gian vừa qua khi mà nghĩa làm cái chương trình này nó cũng ban đầu là tự phát chứ chưa hẳn là có một cái kế hoạch tính toán từ trước chỉ là một cái sự phát tâm ngay lúc đó và mình nghĩ rằng mình cần phải chia sẻ với mọi người với những cái câu chuyện trong cái bộ kinh này và nghĩa làm thế thôi và dĩ nhiên trong thời gian qua cũng có những cái ý kiến trái chiều về cái công việc mà mình đang làm nhưng mà như nghĩa vẫn luôn nhắc nhở về bản thân mình cũng như là nghĩa chia sẻ với mọi người á thì tất cả những cái điều mà nghĩa nói trong cái chương trình này nó cũng đều là những cái điều mà nghĩa nghe được từ các thầy các cô các thầy giảng thì mình nghe và mình học sau đó mình cũng có tự chiêm nghiệm lại với cái cuộc sống của mình hoặc là cuộc sống của những người xung quanh và từ những cái trải nghiệm đó thì mình cũng có sự liên tưởng đến những câu chuyện của cái thời Đức Phật ngày xưa để rồi qua đó mình rút cho mình những cái kinh nghiệm trong cuộc sống là đó là những cái điều mà nghĩ chia sẻ với tất cả mọi người chứ nghĩ chưa bao giờ nghĩ dám nói rằng là mình đang thuyết pháp hay một cái điều gì nó to tác cả. Còn với những người mà khi họ chưa hiểu mình, họ có những cái lời lẽ chưa đúng về cái việc mà mình đang làm thì thật ra nha, nghĩ cũng không cảm thấy buồn hay là nghĩ cảm thấy tức giận gì đâu. Chắc có lẽ là một phần do mình đọc kinh trong suốt thời gian vừa qua với những cái câu chuyện mà nó cũng làm lay động cho cái tâm của mình. Vì thế mình thấy bình thường và nhẹ nhõm trước tất cả những cái lời của mọi người những lời khen thì nghĩa luôn luôn nghĩa ghi nhận với tất cả cái sự chân thành à, nhưng mà với những cái lời mà chê bai hay là chỉ trích mình mà nó không có căn cứ thì mình cũng thấy mỉm cười và dễ dàng cho qua thì nghĩa nghĩ có lẽ đó một phần cũng là do thời gian vừa qua mình đọc kinh pháp cú nhiều á cho nên là mình cũng có những cái sự thay tâm đổi tính vậy <laughs> thì các bạn hãy cũng thử như thế xem sao nha các bạn cũng hãy thử đối chiếu cái tâm của mình thời gian này sau khi chúng ta đã có một cái quảng mà chúng ta đã cùng chia sẻ kinh pháp cú với nhau để xem coi là với lúc trước á thì bây giờ mình đã có một chút gì đó nó khác biệt hơn hay không nghĩa tin là có không nhiều thì ít chúng ta mỗi người cũng sẽ có một chút gì đó chuyển hóa trong cái tâm của mình và nếu như chúng ta làm được điều đó thì đó là một trong những cái điều mà Nghĩa cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những cái lời kinh những cái lời dạy của Đức Phật cũng đã được lan tỏa đến một số người nào đó thông qua cái chương trình này của Nghĩa. Cảm ơn sự quan tâm, sự theo dõi, sự ủng hộ và yêu thương của tất cả quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái phẩm mới nha. Phẩm số 13, phẩm có tên là Thế gian nghe cái tên của cái phẩm này thôi thì mình nghĩ là chắc có rất là nhiều những cái câu chuyện nó gần giống với chúng ta với cái thời đại bây giờ luôn á. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái phẩm này nha. Câu pháp cú hôm nay nghe đọc cho các bạn nghe là câu pháp cú số 167. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Và câu chuyện của chúng ta có tên là một thiếu nữ chế diễu thầy tỳ kheo trẻ. Câu pháp cú này được Thế Tôn nói khi ngài ở Kỳ Viên với một tỳ kheo trẻ. Vào sáng sớm, một vị trưởng lão và một tỳ kheo trẻ đi đến nhà bà Visakha để nhận phần cúng dường tại đấy, bà luôn luôn cúng bánh và cháo. Vị trưởng lão sau khi ăn cháo bèn đi sang nhà khác để thầy tỳ kheo ở lại. Lúc đó, cô cháu gái của bà Visakha đang giúp bà ngoại cúng dường các sư. Khi nàng rót nước vào bát cho thầy tỳ kheo, thấy gương mặt mình phản chiếu trong nước, nàng mỉm cười. Thầy tỳ kheo nhìn vào và cũng cười. Cô bé thấy thầy cười bèn nói, một chiếc đầu trọc cười. Thầy nổi sung mắng lại cô, cô là kẻ trọc đầu, má cô, ba cô cũng trọc đầu. Cô bé hòa khóc lên, vào bếp mắt với bà. Bà vi kha hỏi, chuyện gì thế cháu cưng? cô bé kể lại câu chuyện bà visakha lập tức đi đến chỗ thầy tỳ kheo và thưa bạch đại đức xin ngài đừng phiền ngài hiểu lầm chỗ này đó chỉ là biểu hiện sự tôn trọng sâu xa đối với một vị tu sĩ râu tóc cạo sạch tay cầm bình bát nước bể đi khất thực trong mảnh y vá víu thầy tỳ kheo đáp nữ thí chủ đúng thế bà hiểu theo luật tóc râu của tôi đều phải cắt sạch nhưng cô bé này có được quyền hỗn láo gọi tôi là đầu trọc không? Bà Visakha không thể nào khuyên can cả thầy lẫn cháu. Lúc ấy, trưởng lão trở về và hỏi chuyện gì thế nữ thí chủ? Sau khi nghe qua câu chuyện, trưởng lão rầy vị tỳ kheo. Thôi đi, chú phải bình tĩnh, không có gì sỉ nhục cho một sư tóc tai cắt sạch, mặc áo và đi khất thực. Bạch ngài, đúng vậy nhưng tại sao thay vì khiển trách nữ thí chủ ngài lại khiển trách con ngài nghĩ xem có thích đáng không khi chế giễu một nhà sư bằng câu nói thầy trọc đầu vào lúc đó thế tôn đi đến ngài hỏi chuyện gì vậy bà visakha kể lại đầu đuôi câu chuyện đức thế tôn nhận thấy thầy tỳ kheo có khả năng chứng quả tu đà hoàng ngài nghĩ thầm ta phải tiếp tay thêm để giúp thầy tỳ kheo này ngài bảo bà visakha nhưng này Visakha có thích đáng cho cháu gái bà không? Khi chỉ vì đệ tử ta đi khất thực với râu tóc nhẵn nhụi đã chế nhạo và gọi các thầy là đầu trọc. Thầy tỳ kheo trẻ lập tức nhảy lên, chắp tay hướng về Thế Tôn với tất cả lòng thành khẩn và nói Bạch Thế Tôn chỉ có ngài hiểu đúng vấn đề mà ngay cả thầy con và bà thí chủ giàu có này cũng không hiểu. Đức Phật biết thầy đã hòa dịu bèn nói thái độ chế diễu nhạo báng lấy đó làm vui là thái độ thấp hèn không nên có cũng như không nên sống buông thả phóng dật ngài đọc pháp cú chớ theo pháp hạ liệt chớ sống mặt buông lung chớ tin theo tà kiến chớ tăng trưởng tục trần hôm nay chúng ta nghe một cái câu chuyện mà chắc chắn rằng ở ngoài đời thực chúng ta bây giờ nè cũng có rất nhiều những cái trường hợp như thế này xảy ra câu chuyện về một vị trưởng lão cùng với một thầy tỳ kheo trẻ đi đến nhà bà Visakha để mà khất thực bà Visakha thì như chúng ta cũng đã biết là một nữ đại thí chủ vào cái thời của đức phật bà giống như là nữ thí chủ mà hộ trì cho tăng đoàn bậc nhất ở bên hàng nữ còn bên hàng nam là ông cấp cô độc sáng nào cũng vậy bà cũng cúng dường cho chữ tăng thì thầy tỳ kheo này cũng theo vị trưởng lão kia đến để nhận phần cúng dường là bánh và cháo nhưng mà sau đó thì vị trưởng lão đi qua bên nhà khác, còn thì Tỳ kheo trẻ thì vẫn ở lại. Lúc đó cô cháu gái của bà Visakha đang giúp bà của mình cúng dường các sư, rót nước vào bát cho thầy Tỳ kheo. Thấy cái gương mặt của mình phản chiếu trong cái bát nước á thì cô mỉm cười, thì nghĩ nghĩ rằng đây chắc là một cô bé cũng còn nhỏ thôi, chắc cũng chừng mười mấy tuổi thôi chứ không phải là một người đã trưởng thành đâu. Thầy Tỳ kheo nhìn vào và cũng cười. Thì cũng cười giống như là một cái sự xả dao Ờ à, thấy cô bé cười thì mình cũng cười vậy thôi Mọi chuyện có lẽ sẽ bình yên Nếu như mà cô bé không nói một chiếc đầu trọc cười Thì có khi cô bé này là một cô bé cũng uh, nghịch ngợm Cũng lấu tấu Cho nên là khi thấy cái thầy tỳ kheo này cười Cho nên là mới ghẹo như thế là một chiếc đầu trọc cười nhưng mà thầy thì Kheo thì nổi sung mắng lại cô, cô là kẻ trọc đầu má, cô ba cô cũng trọc đầu. người ta nói mình có một câu hà, <laughs> mà mình nói lại tới ba câu, mà mình lôi tới ba má người ta ra mình nói luôn. cô là kẻ trọc đầu má, cô trọc đầu ba, cô trọc đầu. cái này giống cái câu mà bây giờ chúng ta thỉnh thoảng vẫn hay nói không? thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay nghe những cái câu nói như thế này ví dụ như có ai đó mà ghẹo mình đi ví dụ thôi nha nói mình chứ sao cái cái mặt mình bữa nay nổi nhiều mụn vậy là nổi sân liền á mụn bữa nào mà mụn mặt vậy mà mụn gì cô mặt mụn đó ba cô mặt mụn má cô mặt mụn chứ tôi không có mặt mụn <laughs> mặc dù cái mặt mình có mụn thiệt <laughs> thì đó là cái tâm sân của mình đó thì cái thầy này á là một thầy tỳ khéo trẻ cho nên là cũng chưa có định lực gì nhiều bởi vậy khi nghe cái cô gái kia ghẹo mình nói mình là một cái chiếc đầu trọc thì lập tức nổi sung liền mặc dù đầu thầy có trọc không ạ có thầy có đầu trọc nếu như mà bây giờ thầy nghĩ một cách nó tích cực hơn nghĩ nó thoáng hơn ờ à, cô ta nói đúng <laughs> thì có lẽ không có chuyện gì xảy ra mình trọc đầu thì cô bé nói rằng mình trọc đầu mình cười đúng không nếu mà nghĩ một cách tích cực thì sẽ là như thế nhưng mà đó bởi vì thầy này còn trẻ cho nên là cái tâm của thầy Nó vẫn còn chưa có định được Cái tâm thầy vẫn còn dễ nổi sân lắm Cho nên thầy mới giận lên Và thầy nạt lại cô bé như vậy Giống như cái ví dụ vừa rồi nghe nói ấy, Nếu như mà có ai đó Mà chê mình Chọc ghẹo mình, ê đồ mặt mụn Ví dụ vậy đi Nếu như mà mình Kiểm soát được cái tâm của mình ấy, Thì mình sẽ, à đúng rồi, tôi mặt mụn thiệt ừ, Tôi mặt mụn Bạn nói tôi mặt mụn, đâu gì đâu cãi phải chi mà tôi mặc không mụn nè mà bạn nói tôi mặc mụn thì có khi tôi còn cãi chứ giờ tôi mặc mụn thiệt mà ừ nó đúng thôi im lặng <laughs> nếu như mình nghĩ theo cái kiểu đó thì có lẽ là ít có những cái cuộc tranh cãi những cái mâu thuẫn nó xảy ra lắm rồi mình nghe tiếp câu chuyện nha sau khi bị thầy thì kheo mắng lại như vậy thì cô bé òa khóc và chạy vào bếp mắt với bà Bà mới hỏi là có chuyện gì, cô bé kể lại thì bà Visakha đến chỗ thầy Thị Kheo và thưa xin ngài đừng phiền, ngài hiểu lầm chỗ này, đó chỉ là biểu hiện của sự tôn trọng sâu xa đối với một vị tu sĩ râu tóc cạo sạch tay cầm bình bát nứt bể đi khất thực trong mảnh y vá víu. Giống như nếu như mà nhìn ở cái góc độ tích cực như bà Visakha nhìn nè, thì đó là một cái sự tôn trọng, một chiếc đầu trọc có nghĩa là sao là đó là một vị tu sĩ râu tóc cạo sạch tay cầm bình bát nước bể đi khất thực trong thành với cái hình tướng này thì nếu như mình nghĩ theo hướng tích cực á, thì có lẽ là mình sẽ thấy rằng cái lời nói của cô bé nó cũng không phải là một cái lời nói gì nó quá nặng nề với mình dĩ nhiên ở thực tế có khi cô bé này cũng đang trêu ghẹo cái vị tỳ kheo này thiệt cô bé còn nhỏ mà thấy cái đầu trọc nhìn vui vui cô bé ghẹo thiệt nhưng nếu như chúng ta là những người lớn nè Hoặc là chúng ta là những người có sự tu tập nè Chúng ta hãy quán chiếu những cái điều đó Làm sao để nó tích cực nhất có thể Thay vì chúng ta chỉ nhìn vào cái hướng tiêu cực Để rồi chúng ta nổi sân Thì bà Visakha là nhìn ở góc nhìn đó Bởi vì bà Visakha là một nữ cư sĩ Nhưng mà đã chứng quả tu đà hoàng Cho nên cái nhìn của bà nó khác Thầy Tỳ Kheo thì sao? Nghe bà Visakha nói như vậy xong liền đáp lại Đúng thế, bà là bà hiểu theo luật tóc râu của tôi đều phải cắt sạch nhưng cô bé này có được quyền hỗn láo gọi tôi là đầu trọc hay không? À, cái vị thi kheo này vẫn chưa nguôi được cơn giận, vẫn tiếp tục nói rằng là do cái cô bé này hỗn láo, cô ta không được quyền gọi tôi là đầu trọc, mặc dù đầu tôi trọc thiệt. <laughs> có nghĩa là vị thi kheo này vẫn đang rất là bám chấp vào cái hình tướng của mình. Có khi vị thi kheo này mặc dù là đã xuất gia, đã sống đời của một tu sĩ nhưng có lẽ vẫn còn nghĩ và bám chấp về cái mái tóc trước đây của mình. Có khi như vậy cũng nên. Mặc dù vẫn đang ở trong tăng đoàn, đang trong hình tướng của một người tu, nhưng nếu như mà ai nó động chạm đến cái mái tóc, nó cũng sẽ là một cái nỗi niềm gì đó mà cái vị tỳ kheo này chôn giấu bao lâu nay. Để khi ai đó chọc đến là bao nhiêu những cái sự uất ức đè nén nó tuôn ra. Cho nên thầy mới chấp vào cái đầu trọc như thế chứ nếu như là những cái vị tu sĩ khác họ buông bỏ mái tóc của họ một cách nó nhẹ nhàng thì cái việc mà người ta nói mình đầu trọc nó cũng không phải là cái điều gì quá nặng nề. Giống như thời bây giờ cũng vậy này các bạn. Có rất là nhiều những cái người ở bên ngoài chúng ta khi mà gọi những vị tu sĩ với những cái lời lẽ mà nó cũng giống như cái cô bé trong câu chuyện này gã trọc đầu. Ông thầy chùa, ông sư cọ À, đó là những cái từ mà chúng ta vẫn thỉnh thoảng nghe ai đó nói về những vị tu sĩ như vậy nhưng mà khi họ nói những cái lời đó ra đó với cái tâm như thế nào có khi đó là những cái tâm mà nó chọc ghẹo có khi nó là những cái tâm dè biểu nhưng mà đôi khi nó là những cái lời nói nó rất là hồn nhiên của những đứa trẻ con nó nghe người lớn nói thì nó nói lại như vậy chứ nó hoàn toàn không có một cái tâm ý là trêu ghẹo hay là cợt đùa hay là phỉ bán gì những vị tu cả và với những thầy mà đã có nhiều năm tu tập á các thầy khi nghe những cái lời nói đó các thầy cũng cảm thấy bình thường các thầy cũng không cảm thấy rằng đó là những cái lời người ta đang xúc phạm mình thì các thầy cũng sẽ bình thản cho qua đó là với những cái vị mà đã có những cái năm tháng tu tập còn với những ai mà mới xuất gia, cái định lực nó vẫn còn chưa vững vàng á, hoặc là những cái nói vẫn còn đang rất là bám chấp vào cái hình tướng của mình, với cái đầu trọc của mình, cảm thấy mình khác biệt so với những người xung quanh. Ai mà nó động đến cái điều đó một cái thì sẽ dễ nổi sân ngay. Cho nên với cái chi tiết này, nghe thấy đó, không phải chỉ là ở thời của Đức Phật mà ở ngay bây giờ cũng có rất nhiều những câu chuyện những cái tình huống tương tự như thế. Một lúc sau, vị trưởng lão là thầy của cái vị tỳ kheo trẻ này nè, trở về mới hỏi có chuyện gì thì à, nữ thí chủ Visakha mới thưa rõ lại sự tình thì vị trưởng lão mới khuyên thầy Tỳ kheo trẻ thôi đi chú phải bình tĩnh không có gì sỉ nhục cho một sư tóc tai cắt sạch mặc áo và đi khất thực đó cái nhìn của một người đã tu lâu hơn á có khác so với một vị thầy Tỳ kheo trẻ có khi cái vị trưởng lão này đã nhìn thấy được cái tâm của vị thầy trẻ kia cảm thấy với cái áo này cảm thấy với cái đầu trọc này mình khác biệt so với mọi người cảm thấy ai nó động đến điều đó là một cái điều chạm vào tự ái của mình và là một cái điều sỉ nhục với mình thì vị trưởng lão mới nói là như thế không việc gì mà mình phải cảm thấy đó là một cái điều sỉ nhục cả mình nhận biết rõ là mình như thế cái đầu mình như thế cái bộ y phục mình đang mặc là như thế và cái bát mình đang cầm trên tay là như thế cái pháp hành của mình đang đi khất thực là như thế không việc gì mình cảm thấy Nhục nhã với những cái lời nói Của những người xung quanh về cái hình tướng này của mình Và thầy thì kheo trẻ có nghe ngay không Không Thầy lại tiếp tục cãi Dạ đúng như vậy nhưng mà tại sao Thay vì khiển trách nữ thí chủ Thì ngài lại quay qua khiển trách con Ngài nghĩ xem có thích đáng không khi chế dịu một nhà sư bằng cái câu nói Thầy trọc đầu uhm. Cái vị thầy trẻ này cứ nghĩ rằng Bị trưởng lão kia sẽ binh vực mình, sẽ trách cái cô bé kia là không nên nói những cái lời như thế, đằng này vị trưởng lão lại quay qua trách mình. Tại sao ạ? À? Có phải bởi vì đây là gia đình của nữ thí chủ Visakha là một trong những vị đại thí chủ, cho nên vị trưởng lão này không dám trách cháu của bà hay không? Không phải vậy. Nghĩ nghĩ đó không phải là cái tâm ý của cái vị trưởng lão này, mà nghĩ rằng vì trưởng lão này á, trách là trách cái người đệ tử của mình. Tại sao không nhìn nhận mọi việc nó đúng như sự thật là nó đang là như thế. Mình đầu trọc thì mình cứ nhìn nhận mình đúng là đầu trọc, cho nên ai đó nói mình trọc đầu thì mình cũng thấy đó là một cái điều bình thường. Tại sao mình để cho cái tâm của mình nó cuồng cuộn nó dậy sóng như thế trước những cái gì mà người ta nói? Tại sao mình không giữ được cho cái tâm mình nó tĩnh lặng? mà lại cứ bị cuốn theo những cái lời nói những cái sự việc đang diễn ra xung quanh thì đó có phải là một người tu hay không một người tu tâm phải bất động bác phong suy bất động bất động trước tám cơn gió của thế gian đằng này một người tu mà vì một cái câu nói của một cô bé mà cái tâm mình bị cuốn theo như thế thì liệu rằng có đúng pháp chưa thường thì chúng ta hay trách những người xung quanh lắm bất cứ một cái việc gì mà mình cảm thấy bất như ý mình sẽ luôn có những cái ý trách cứ những cái người xung quanh là tại bị thì là bởi nhưng ít khi nào chúng ta quay lại để mà trách bản thân của mình mà đặc biệt là với những người tu thì các thầy sẽ phải luôn luôn nhìn về phía nội tâm của mình soi xét nó quán chiếu nó thấy nó còn cái gì thiếu sót còn cái gì sai để mà sửa sửa chính cái nội tâm của mình trước thay vì mình cứ đi sửa cho những người khác. Cho nên cái vị trưởng lão này khi quay lại trách cái vị thầy tỳ kheo trẻ là một cái điều hết sức đúng đắn, hoàn toàn hợp lý. Chứ không phải chỉ vì bà là Visakha, là một đại thí chủ lớn cho nên tôi không dám trách cháu của bà. Không phải vậy đâu. Nhưng mà ngay lúc này thì người đệ tử vẫn chưa cảm thấy thỏa lòng cho nên vẫn còn tiếp tục cãi với thầy của mình như thế. Thì ngay lúc đó, Đức Thế Tôn đi đến. Bà Visakha mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Thế Tôn nghe. Cái chỗ này mới thấy hay nè, Đức Phật là một người cực kỳ tâm lý luôn. Đức Thế Tôn nhận biết thầy Tỳ kheo có khả năng chứng quả tu đà hoàng, ngài nghĩ thầm ta phải tiếp tay thêm để giúp cho thầy Tỳ kheo này. Đức Phật luôn luôn quan sát chúng sinh, quan sát những người đệ tử của mình để coi căn cơ của họ đến đâu đủ duyên chưa? Nếu đủ duyên rồi, Ngài sẽ độ để cho vị ấy chứng quả. Thì ngay lúc này, Ngài biết rằng cái thầy tỳ kheo trẻ này có khả năng chứng tu đạo hoàng. Vậy thì nếu bây giờ Đức Phật cũng nói đúng như những gì mà cái vị trưởng lão kia nói, thì thầy tỳ kheo trẻ này sẽ thế nào? Bất mãn, tức tối, cảm thấy cả thế giới chống lại mình, thầy mình chống lại mình, và kể cả Đức Phật cũng không đứng về phía mình, cảm thấy mình cô đơn, lẻ loi trên cuộc đời này. Chắc chắn nếu mà Đức Phật cũng nói như cái vị trưởng lão kia nói, thì cái thầy trẻ này sẽ nghĩ như vậy. Và khi đó, cái tâm bất mãn nổi lên. Cái tâm sân hận lại càng nổi lên nhiều hơn trước nữa. Vậy thì lúc đó sẽ thế nào? Có khi cái vị thầy tiêu khéo trẻ này sẽ bộc phát, buông ra những cái lời nói mà nó tạo nghiệp về sau. Hoặc có khi hơn nữa là vị này sẽ bỏ luôn không xuất gia nữa, không đi tu nữa, trở về với đời sống thế tục bởi vì cảm thấy mình là một người tu bị những người xung quanh xúc phạm mình dữ quá, chạm tự ái, chạm sự diện, ghét bỏ tu cũng có khi là như thế. đó à, bởi vậy mới thấy Đức Phật là một người cực kỳ tinh tế luôn, rất tâm lý luôn. Đức Phật mới quay lại nói với bà Visakha, vậy thì có thích đáng hay không cho cháu gái của bà? Khi chỉ vì đệ tử của ta đi khất thực với râu tóc nhẵn nhụi đã chế nhạo và gọi các thầy là đầu trọc mà nếu như Đức Phật nói cái câu nói này với bà Visakha và nhắc nhở cho cô cháu gái kia thì có gì sai không ạ? À? Không có gì sai cả. Bởi vì khi mà cháu gái của bà nói những lời như vậy á, nó không phải là những cái lời lẽ tôn kính dành cho những vị tu sĩ. Nếu cháu gái bà nói như vậy có khi tạo khẩu nghiệp đó. Hãy dạy cho cháu gái của bà biết để nói những cái lời kính ngữ nói những cái lời từ hòa thân ái với tất cả những người xung quanh thay vì nói những cái lời mang cái tính chất trêu ghẹo châm chọc thì đây là cái lời mà cũng dành cho người thế gian chúng ta bây giờ đó chứ thay vì chúng ta gọi những cái vị tu sĩ gã trọc đầu ông thầy chùa sư cỏ thật ra gọi như vậy nếu mà xét trên mặt hình tướng thì không có gì sai nhưng khi chúng ta nói ra những cái lời nói đó có phải hoàn toàn vô tư như những đứa trẻ đang bập bẹ nói bắt chước người lớn và nói như vậy hay không? Hay khi chúng ta nói ra những cái từ đó thì trong tâm của chúng ta cũng đã khởi lên một cái ý chêm trọt, cái ý châm biếm, treo ghẹo. Mà cái việc chúng ta như thế đó là đúng hay sai, tự thân mình cũng đã biết, đúng không? Khi mình chọc ghẹo người ta bằng những cái lời lẽ như vậy là không nên, là không hay. Nhất là đó là những vị tu sĩ, nếu lỡ như đó là một vị chân tu thậm chí là một vị đã có một cái quả vị tu chứng nào đó thì những cái lời nói mà mình nói thiếu sự tôn trọng dành cho những vị đó có phải là gây cho mình những cái nghiệp chướng nó nặng nề hay không mà ngay cả cái việc chúng ta nói những lời nói đó không phải dành cho những vị tu sĩ mà dành cho những cái người bình thường như chúng ta xung quanh thôi thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng trong cái lời nói của mình bây giờ mình muốn nói mặt người ta có mụn đúng không thay vì mình nói ê đồ mặt mụn thì bây giờ mình cũng sẽ có cách nói khéo léo hơn, tế nhị hơn. Để người ta dễ tiếp thu cái điều đó để đẹp lòng cho người khác. Người ta nói đó, lời nói chẳng mất tiền mua mà. Thay vì mình chỉ mặt người ta kêu, ê, đồ mặt mụn. Thì có thể mình nói, à dạo này da của bạn hình như nó không được khỏe. Ví dụ như thế. <laughs> Hoặc là nhiều khi người ta hay có, bây giờ người ta hay body shaming á. Trời ơi, có đồ mập lù. Có đồ mập thù lù đồ mập như heo đúng không khi nói về những người có một cái cân nặng nó hơi quá một tí thì khi chúng ta nói những cái lời đó ra với cái tâm như thế nào có phải là với một cái tâm chân thành ê đồ mập lù là cái tâm chân thành không không là trêu chọc và khi chúng ta nói cái điều đó trong tâm mình nó có chút thì nó thỏa mãn sung sướng vì sao vì mình không mập như người đó mình cảm thấy cái nỗi khổ của người ta cái sự bất hạnh của người ta đang là cái sự sung sướng của mình vì mình không gặp cái điều như người ta đang gặp thì đó là những cái lời á, nó không có hay nó không có đẹp một chút nào và đôi khi là những cái lời rất ác nữa kia mình xoáy vào nỗi đau của người ta bằng lời lẽ của mình làm cho người ta đau khổ cái tâm của người ta và mình sung sướng với điều đó có phải đó là một cái tâm ác hay không trong khi nếu như chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn có thể nói cho người ta biết được về cái sự thật đang diễn ra với họ nếu như bạn mà không tập thể dục thường xuyên ăn uống không tiết độ thì um, cơ thể bạn sẽ dễ gặp phải những cái vấn đề bệnh lý chẳng hạn như là béo phì nè rồi dẫn đến tim mạch nè rồi nhiều cái bệnh khác nó liên quan đến cái sự mà phát triển cân nặng của mình cũng là một lời nói nhưng mà nếu chúng ta nói với một cái tâm nó chân thành thật sự thì câu chuyện nó sẽ hoàn toàn khác cho nên ở đây nghe mới nói rằng cái lời mà đức phật đang nói với bà visakha dành cho cô cháu gái ấy, là một cái lời rất đúng đắn và cái lời này nó cũng là cái lời mà Đức Phật đang dành cho người thế gian chúng ta bây giờ. Ý là hãy nói cô cháu gái của bà, hãy cẩn trọng lại lời nói của mình. Thì ngay lúc đó vị thầy trẻ như thế nào? Vị thầy trẻ lập tức nhảy lên, chắp tay hướng về Thế Tôn với tất cả lòng thành khẩn. Nãy giờ không ai đứng về phía vị thầy trẻ này cả. Bà Vishaka cũng không có nói một tiếng nào để cảm thấy rằng mình được binh vực rồi cái vị trưởng lão kia cũng nói một cái lời mà làm cho mình cảm thấy thầy mình cũng không có binh vực mình mà thậm chí khiển trách mình nữa ức nãy giờ rồi muốn khóc tới nơi luôn đó cảm giác rằng cả thế giới cả xã hội đều chống lại mình vậy mà ngay lúc đó vị bổn sư vị thầy cao quý nhất của mình lại nói một cái lời giống như là xoa dịu trái tim đang tổn thương của mình giống như đang khát nước mà được uống một bát nước cam lồ vậy đó. Đúng thời, đúng người, đúng hoàn cảnh. Khi Phật nói một câu đó, cái vị thầy này cảm thấy được thấu hiểu, cảm thấy được cảm thông, cho nên mới chắp tay nhảy lên luôn mà hướng về Phật với tất cả lòng thành khẩn mà nói, chỉ có ngài hiểu đúng vấn đề mà ngay cả thầy con hay bà thí chủ giàu có này cũng không hiểu luôn. Con tức quá mà Nãy giờ ai cũng dồn ép con hết Chỉ có một mình Phật là hiểu cho nỗi lòng của con thôi Và mặc dù câu chuyện này không nói đến ở cái phần sau Là cái vị thầy trẻ này có chứng quả tu đà hoàng hay không Nhưng mà nghe nghĩ chắc chắn là có Bởi vì khi mà Đức Phật hiểu được cái tâm ý của người đệ tử mình như vậy Thì Phật dạy chắc chắn rằng cái vị này sẽ chứng đắc Phật biết thầy đã hòa diệu rõ ràng hồi nãy cái tâm đang bừng 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 mà bây giờ phật mà đứng về phía bà visakha nói những cái lời như vị trưởng lão kia nói thì cái tâm đó nó sẽ như là một ngọn núi lửa nó nó bùng vỡ ra luôn trước tiên hãy làm cho cái tâm đó lắng dịu lại trước đi cái đã rồi sau đó dạy cái gì thì dạy lúc đó mình nói người ta sẽ nghe thì bây giờ mình cũng vậy thôi nếu như bây giờ nè mình mà đang giận mình đang không kiểm soát được cái tâm của mình đó, mình đang khó chịu, mình đang bực bội trong người mình nè. À. Thì bây giờ đó ai mà nói đạo lý cho mình nghe rằng thế này là đúng, thế này là sai thiện, ác, thế này, thế kia. Mình sẽ không nghe được đâu. Lúc đó cần phải làm một cái điều gì đó để mình dằn được cái tâm nóng giận của mình lại trước cái đã. Khi mình bình tĩnh rồi, lúc đó muốn khuyên dạy cái gì đó thì khuyên. Giống như người ta hay có cái câu á, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, cả đời không có khê cái đạo vợ chồng cũng như thế hai vợ chồng mà tranh cãi với nhau ai cũng sẽ dành cái phần đúng về mình hết vậy thì lúc đó nếu mình nói đạo lý thì đối phương có nghe hay không không nếu vợ của mình đang nóng giận như vậy tốt nhất lánh mặt để đến khi vợ mình lắng dịu xuống rồi bình tĩnh lại rồi hai vợ chồng có thể tìm một cái thời điểm thích hợp nào đó để mà ngồi nói chuyện cho nhau nghe. Lúc đó thì người vợ kia mới tiếp thu được những cái điều mà mình chia sẻ. Còn bây giờ, bà đang nhảy đùng đùng, lửa bốc lên trên đỉnh đầu. Bà thiếu điều, bà dằn mâm sắn chén, bà quăng điện thoại, bà chọi tivi. Mà giờ mình đứng đó, mình phân tích, mình nói đạo lý. Sao bà nghe được? Đúng không? Cho nên, Đức Phật là như thế. Lựa chọn đúng thời cơ. Làm cho cái vị thầy này lắng dịu cái tâm can xuống đi cái đã sau đó mới dạy thái độ chế diệu nhạo bán lấy đó làm vui là thái độ thấp hèn không nên có cũng như không nên sống buông thả phóng dật cái câu trên nhạo bán chế diệu lấy đó làm vui là thái độ thấp hèn không nên có là cái câu mà đức phật đang nói cho cái cô bé kia và đang nói chung cho tất cả những người thế gian chúng ta đừng lấy cái chuyện mà nhạo bán người khác chế giễu người khác xỉa sói và một cái nhược điểm nào đó của người ta để lấy đó làm niềm vui cho mình thì đó là một cái thái độ thấp hèn và không nên có. Nhưng ở câu sau thì thế nào ạ? À? Cũng như không nên sống buông thả phóng dật. Thì câu này nè, nghĩa nghĩa là Đức Phật nói là nói cho cả hai đối tượng lúc đó luôn, kể cả là cô cháu gái của bà Visakha và kể cả vị thầy tỳ kheo trẻ này luôn. Với cô cháu gái không nên sống buông thả phóng dật để không kiểm soát được lời nói của mình đó cứ buông thả theo những cái cảm xúc thường tình nó dẫn dắt nó lôi kéo thì chúng ta sẽ rất là dễ có những cái lời nói không hay những cái hành động không đẹp nếu chúng ta buông thả và phóng dật sống tùy tiện sống một cách bản năng thì nó sẽ là như thế nhưng còn đứng về phía thầy tỳ kheo trẻ kia đây cũng là một lời mà đức phật nhắc nhở vị thầy ấy không có sống buông thả phóng vật ngay trong cái tâm cái ý của mình phải luôn luôn tỉnh thức phải quán chiếu mọi cái quan sát cái tâm của mình không được để nó tùy tiện nó phóng vật theo ngoại cảnh người ta nói là việc của người ta nhưng mình hãy quán sát cái tâm của mình đi nó đang như thế nào nó vừa mới giấy khởi lên một chút niệm sân nhìn thấy nó để dập tắt cái ngọn lửa sân đó ngay thay vì chúng ta cứ chạy theo những cái lời nói của những người bên ngoài người ta kêu mình ông trọc đầu mỉm cười là mình nổi giận lên người ta kêu ê ông sư cọ là mình nổi điên lên là mình đang buông lung là mình đang phóng giật đó cho nên với cái câu này đức phật đang dạy cho cả hai đối tượng ở đó luôn Thầy tỳ kheo trẻ nghe cái câu này xong chắc chắn sẽ giật mình Hóa ra từ nãy tới giờ Mình đã buông thả và phóng giật Mình để cho cái tâm của mình nó cứ cuồn cuộn nó dậy sóng mình không còn kiểm soát được nó nữa mình mất đi những cái phong thái của một người tu mình như một người thế gian bình thường vậy người bình thường người ta giận sao giờ mình giận y chang vậy thậm chí người ta chửi mình một câu mình chửi lại tới ba câu cô bé kia chỉ nói một câu thôi là ông trọc đầu mình nói lại tới ba câu cô trọc đầu má cô trọc đầu ba cô trọc đầu thì rõ ràng đây là một cái lời dạy mà đức phật nhắc nhở luôn cả cái vị tỳ kheo trẻ đó trước đó phật xoa dịu nhưng sau đó phật khéo léo phật dạy một câu mà ai nghe cũng phải giật mình một vị thầy tuyệt vời là đức phật câu pháp cú chớ theo pháp hạ liệt chớ sống mặt buông lung chớ tin theo tà kiến chớ tăng trưởng tục trần chớ theo pháp hạ liệt những cái pháp mà thấp kém xấu xa không theo nó chớ sống mặt buông lung cái này rất khó đây mình sẽ dễ sống theo bản năng của mình theo cảm xúc của mình vui phải không là đi chơi với bạn bè vui là uống bia uống rượu vui là mặc tình nói hoặc là làm một cái điều gì đó không kiểm soát được nữa chớ tin theo tà kiến đây cũng là một điều cực kỳ khó và rất quan trọng thời nào chúng ta cũng cần phải nhìn nhận cái vấn đề này một cách nghiêm túc chánh kiến và tà kiến đôi khi nó rất giống nhau vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhìn nhận được đâu là chánh đâu là tà hoặc là những cái quan niệm bình thường trong thế gian của chúng ta cũng như vậy nếu không khéo chúng ta cũng sẽ đi theo tà kiến mà mình không biết những cái chuyện mê tín dị đoan nó là tà kiến nếu như chúng ta cứ bám chấp vào nó để mà mình lấy nó làm cái điều mà mình đi trong cuộc đời này lẽ ra hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy gì đó là một ngày hết sức bình thường như bao ngày mình vẫn đi làm mình vẫn đi phụng sự mình đi làm công quả mình đi cúng dường mà đi làm những cái việc tốt vân vân thì cho dù hôm nay nó là thứ sáu ngày 13 theo cái quan điểm thông thường của mọi người là ngày xấu đi chăng nữa thì nếu hôm đó mình làm được những cái việc thiện sự thì ngày thứ sáu ngày 13 nó cũng là ngày tốt đó là cái điều mà nghe học được từ trong kinh trung bộ trong kinh đức phật cũng đã từng có nói về cái việc này ngày nào mà chúng ta làm việc tốt thì đó chính là ngày tốt ngày nào mà mình làm những cái điều xấu ác thì đó chính là ngày xấu chứ không có ngày nào gọi là ngày tốt hoặc là ngày nào gọi là ngày xấu như cái cách nghĩ của chúng ta nhưng mà chúng ta thì sao chúng ta có mấy người chúng ta nghĩ được và làm được như thế chúng ta sẽ coi ngày coi giờ coi tuổi coi mạng coi cung rồi coi hướng đó đủ cái để chúng ta coi để coi coi trong cái ngày hôm đó nó có phù hợp để mình đi ra ngoài hay không có phù hợp để mình làm một cái việc gì đó không nếu như mình thấy chỉ cần ngày hôm nay hình như tính với cái tuổi của mình á, nó nông hợp thôi ở nhà nếu ngày hôm nay cái hướng này cái giờ này ra đường á, hình như trong sách nói là xui xẻo bỏ luôn không đi nữa thì đó là tà kiến đó thì giữa cái tà kiến và chánh kiến mình thấy nó mong manh là như vậy bởi vì nhiều khi nó là một cái quan niệm dân gian nó diễn ra rất là nhiều xung quanh chúng ta nó nhiều tới cái mức mình thấy nó bình thường và mình không nghĩ rằng đó là tà kiến nhưng nếu chúng ta là những người học phật thì chúng ta sẽ phải phân biệt rạch ròi chánh kiến là như thế nào chánh kiến như đức phật dạy không có ngày nào là tốt ngày nào là xấu cả bạn hãy làm điều tốt ngày hôm nay đi thì ngày hôm nay sẽ là ngày tốt đó Ngược lại, hôm nay bạn mà làm những cái điều gì xấu ác gây tổn hại cho những người khác thì hôm nay là ngày xấu của bạn thế thôi. Và chúng ta học Phật để chúng ta học được những cái điều đó. Học được những cái điều mà chúng ta sẽ dùng nó để đi trong cuộc đời này một cách thảnh thơi, an nhiên, tự tại, không bị ràng buộc, bị vướng mắc bởi những cái điều tà kiến và mê lầm. Còn với những người xung quanh chúng ta, nếu như họ vẫn có niềm tin với những cái điều đó, đó là việc của họ chúng ta sẽ không như cái cô bé trong cái câu chuyện này là chế giễu hay mỉa mai, chỉ trích hoặc là chúng ta sách mé gì họ cả. Trừ khi nếu đó là những người thân của mình, những người trong gia đình của mình, những người bạn bè gần gũi xung quanh mình đủ duyên thì mình sẽ nói với họ. Mình hướng họ, mình giúp họ nhìn thấy đâu là chánh kiến và đâu là tà kiến. Còn nếu như với những người không đủ duyên với chúng ta, thì chúng ta cứ vẫn tôn trọng cái quyết định, cái sự lựa chọn đó của họ. Chứ không phải vì chúng ta nghĩ rằng mình là người con Phật, mình sẽ luôn luôn có chánh kiến và mình sẽ đi chỉ trích, mình phê bình, mình dèm pha, mình dè biểu những cái người mà mình cho là đang tà kiến. Thì nội cái suy nghĩ đó của mình, nó cũng là tà kiến đó. Đức Phật đâu có dạy mình như thế. Đức Phật đâu có dạy là bây giờ các con là đệ tử của ta, các con đang có chánh kiến đó, các con hãy đi chê bai và chỉ trích những cái người tà kiến kia đi. Đức Phật đâu có dạy như thế đâu đúng không? Mà tất cả là do con người của chúng ta thôi. Những cái tâm niệm thường tình của chúng ta nó phát sinh lên và chúng ta đi vào những cái nẻo lầm mê như thế. Đi vào tà kiến lúc nào mà chúng ta không hay. Đó, như nghe nói, chỉ nổi cái suy nghĩ trong đầu mình như vậy thôi đã là tà kiến rồi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn quan sát cái tâm mình là như vậy. Không nên sống buông thả phóng dật giống như những cái gì mà Đức Phật đã dạy trong cái câu Kinh Pháp cũ này đó là tất cả những cái điều mà nghĩa cảm nhận và nghĩa suy nghĩ trong cái câu chuyện của ngày hôm nay xin chia sẻ với tất cả quý vị cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của ngày mai nhé